Chào mừng mọi người đến với kênh channel của Thịnh TK nha. Thì hello tất cả các bạn. Đây. Hello tất cả các bạn nha. Mình Thánh Sàm đây. Thì các bạn có thắc mắc là dạo gần đây hai anh em mình ít ra video không? À, tại vì do dịch Covid này nên về hai anh em mình cũng đi giúp đỡ những cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Trà Vinh này các bạn. Nên thì cũng không có nhiều thời gian cho lắm. Cho nên bỏ về kênh YouTube cũng 2-3 ngày rồi. Cũng là lâu rồi. Vậy hôm nay hai anh em mình cũng quyết định chăm chút nó lại, thì các bạn hãy đón xem nhiều clip mới, những ý tưởng mới của hai anh em mình trong những ngày sắp tới nha. Thì hôm nay anh em mình rảnh ở nhà thì anh Thịnh có một cái bí quyết trộn cám rất là hay luôn. Tại vì dịch này thì một số bạn không có khả năng kiếm đồ tươi sống cho cá ăn được, thì mình sẽ trộn cám. Cám có bí quyết, anh Thịnh có một cái bí quyết trộn cám rất là hay luôn đó. Thì Thịnh sẽ chia sẻ cái bí quyết mà làm thức ăn mùa dịch cho anh em nha. Thì sau đây á, là Thịnh cũng đã cho cá ăn hổm gài là khoảng 3-4 hôm rồi các bạn. Thịnh thấy cá ăn rất là ok. Thì sau đây Thịnh sẽ chỉ cho anh em nha. Thì mình mới đầu mình chuẩn bị á, anh em thì mình anh em có xài cám nè, cám thái hoặc là cám tôm boy thì số 0 á mọi người. Mà những cái anh em nuôi cá bảy màu hay chia sẻ trên Facebook á, hoặc là Thịnh có trộn cám heo nữa đó mọi người. Đúng rồi. Với quan trọng nhất á, cái cám trộn này là mình phải có men tiêu hóa mà nghe mọi người. Tại vì cám á mình cho cá ăn nên mình phải có cái men tiêu hóa để đảm bảo cho con cá nó hệ tiêu hóa tốt, nó mới khỏe được nha mọi người. Nhưng mà cám này á Thịnh làm á là cũng như cám trộn này mình cho nè, cá bảy màu ăn được nè, cá li thi, cá beta ăn được, hoặc là cá vàng cũng ăn được nha mọi người. Thì Thịnh thấy nó ăn là tốt, hiệu quả đó. Nhưng anh em xài chất kích dính nha, để mình dò cám lại nó sẽ được dẻo, mình sẽ để sử dụng được khoảng 1-2 ngày gì đó. Thì mình cùng nhau đi làm cám với Thịnh nha mọi người. Ok, it's good. Đây là thanh niên đang chuẩn bị bước quay cho các bạn nè. Đầy đủ rồi nha. Đây là những cái vật dụng mà mình cần thiết để tạo cám cho mấy con cá mình ăn đó mọi người. Thì anh em nào có cám gì thì trộn cám đó nha. Tại Thịnh ở đây thì Thịnh có mấy thứ cám là Thịnh trộn chung hết luôn mọi người. Này đó là cám tôm boy á mọi người, tôm boy số 0 á. Thì mình đã rửa cái phần mà cũng như nước đục đi rồi. Cái này là chỉ còn phần mà ở dưới đáy mọi người. Nói chung cái này anh em Thịnh thấy cho ăn cũng ok, nên là Thịnh cũng mua gì cho cá mình ăn. Còn cái này là được một ông anh chia sẻ là cho ăn cám heo, con cá nó mập u nụ luôn mọi người. Thì Thịnh cũng đây, Thịnh xin của ảnh một ít nè mọi người, để về thì trộn chung cho cá ăn luôn. Chắc Thịnh nghĩ nó cũng mập lắm. Đây. Rồi có nào mập chưa? Mập rồi. Chưa thấy cá mập hay chú mập. Dịch này anh Thịnh tăng 3 kg các bạn ơi. Rồi biết chủ quán cám heo. Cái này mình trộn để tí đi rồi nó dẻo giòn đã lắm mọi người. Nhiễm như sicula rồi ha. Rồi đây là mình cám thái nha mọi người. Cám thái thì Thịnh xài cám 3/5 á, event 3/5 nha mọi người. Ok, đây Thịnh cũng đổ vô luôn. Thì Thịnh chọn chủ yếu là đủ cá ở nhà ăn thôi mọi người, một bữa, hoặc là mình còn dư thì mình bữa sau cho ăn cũng được mọi người. Này để lâu được mà đúng không? Được em ạ. Rồi tiếp cảm ơn. Còn này là cám Nhật nha mọi người, B2.
Cám này thì cũng tại Thịnh có ý tưởng trộn, Thịnh đặt về 200g trộn thử nha mọi người. Nhiều cám nó mắc không? Cám này mắc thật, 200g này nó mắc lắm. Nó tầm khoảng bữa hổm anh mua 100 mấy gì á, 100g nó, 100g nó gần 100.000 hay gì á. Trời, 1g nó 1.000. Trời, nhìn cái màu rồi, thích không? Này là hồi đó là người ta lên phong trào bán kem trộn, thì bây giờ có bán kem kem trộn. Cái này thịnh trộn chủ yếu cho cá nhà mùa dịch, tại vì mùa dịch này mình không có đồ tươi á mọi người. Cũng như mình không có trùng chỉ hoặc là bo bo. Còn lăng quăng thì lúc trước thịnh có đi vớt được, nhưng mà lúc này dịch rồi có nhiều chốt chặn quá, mình đâu có đi vớt mồi được đâu mọi người. Cũng có thể thịnh nghĩ là sẽ đi vớt mồi được, tại vì thịnh có đọc một bài bữa hổm mà anh Lê Tấn có xe chia sẻ là thức ăn cho gia súc gia cầm mình vẫn được đi mua, mà nếu mà mình không mua thì sao mấy con đó mình nuôi được. Cá là gia súc đâu, gia súc gia cầm vậy là cá sản thì hải sản vẫn được nha mọi người. Rồi đừng nghe lệnh thịnh, nhớ bạn đi bị cầm đầu. Còn một cái nữa nè mọi người ơi, mình trộn đỡ đi nha, sơ tước đi mọi người. Rồi cái này á, mùa dịch này á thì Thịnh hay uống vitamin C á mọi người, để tăng sức đề kháng. Thì Thịnh cũng cho cá Thịnh tí luôn. Đó, cái này là được vitamin vậy? C nha mọi người. Vitamin C để làm gì? Vitamin C để tăng khả năng, tăng sức đề kháng, để kháng chịu, chống chọi với những cái loại bệnh đó, như nấm đồ đó. Yeah. Thịnh nghĩ là ok đó. Được không? Ổn không? Thịnh cho ăn cũng mấy bữa nay đó mọi người. Đó, điều quan trọng nữa nha mọi người. Đây, chai này là chai bắt cộng nha mọi người, xài rất là ok luôn. Thì nói chung chai bắt cộng này á, nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của con cá khi ăn á, nó tốt lắm mọi người. Lúc trước Thịnh cho ăn trùng chỉ, Thịnh cũng xài sử dụng này, hoặc là Thịnh cho ăn bo bo gì đó, Thịnh cũng có trộn này. Nó có để nè, ăn khỏe, mau lớn, phòng bệnh tốt, lên màu đẹp. Nhưng mà Thịnh thấy xài ok. Này thấy, ăn vô thấy đi phân nhuyễn luôn đúng không? Mình cám á mọi người, mình nên xịt cái này vô để sử dụng. Nó giúp hệ tiêu hóa con cá nó ăn tốt hơn mọi người. Thì bữa Thịnh có coi trên kênh YouTube của anh Hai Ô Beta mọi người, anh Hùng á mọi người. Anh Hùng có trộn cám, cũng có để mang tiêu hóa nữa. Nhưng mà mình coi của anh Hùng rồi, mình có ý tưởng riêng á, là cũng như mình sẽ dò cục lại. Con cá nó ăn nó sẽ đỡ dơ nước hơn là mình để nó riêng lẻ. Nhưng con cá nó vẫn ăn được, nhưng mà cái tỷ lệ mình thấy nó dơ nước hơi nhiều hơn á mọi người. Anh Hùng chia sẻ kênh Beta, Hai Ô Beta của anh Hùng á, chia sẻ những cái điều bổ ích cho những anh em mà chơi Beta rất là nhiều luôn nha mọi người. Mình cũng học hỏi từ anh Hùng rất là nhiều thứ luôn á mọi người. Đây còn cái thứ tiếp theo nữa mọi người, đó là anh em á tới bước này rồi, anh em nên sử dụng chất kích dính nha mọi người. Mình bỏ chất kích dính vô để cho nó cám nó dính kẹo lại mọi người. Nhưng mà Thịnh bỏ kem sắt được không? Hả? Dán cái đầu mày. Rồi tới bước này rồi nha mọi người, thì Thịnh không có cái chất kích dính, nên là Thịnh suy nghĩ ở nhà Thịnh còn củ hoài nè, của hôm Thịnh mua để tập gym á, cũng còn một ít. Thịnh nghĩ cái này nó cũng nó cũng như nó kẹo mọi người, nó dẻo dẻo đó, chắc để vô trộn được. Lấy cũng trộn ok, Thịnh thấy ok đó. Thì cái này còn, cũng là protein mà đúng không? Này protein nha mọi người, protein mà cho anh em mà tập gym á mọi người. Cám tập gym nha các bạn. Mình nghĩ con cá nó cũng sự, con người mình sử dụng ok, mình nghĩ chắc con cá cũng sử dụng ok mọi người. Đó thì Thịnh thay cái này bằng chất kích dính nha mọi người. Ok. Trộn sao mà bày sao mà mai mấy bạn bán vốn nha, chết luôn á. Thôi giận chứ, này anh em mình kiểu có kinh nghiệm thì chia sẻ hết nha các bạn, thật lòng. Thịnh cho ăn bữa hổm giờ cũng 3-4 bữa đó, Thịnh thấy ok đó mọi người. Này tụi mình đã test qua rồi, tụi mình thấy ok, tụi mình mới hướng dẫn. Chứ nó thơm ghê luôn mọi người.
thơm quá, nó thơm thơm ghê luôn mọi người, thơm quá. Oh my god, wow. Để các bạn mình trộn nãy giờ nè các bạn, đó. Ồ, như nước nặng gì vậy trời. Nó mình không biết thành phần trong cái hũ quay đó là gì nữa mà hũ quay đó đó, nhưng mà mình nghĩ là nó giống cái thuốc dính á, tại vì mấy nay mình trộn nó dính cục rồi đó các bạn. Ừ, đẹp ghê ha, xem nào cũng kéo rồi nó. Được nè, ổn á, ổn á. Rồi vô test thử cho cá luôn nè, đợi tí nha mọi người, mình vô mình cho cá ăn cho mọi người xem nha. Ừ, có thử độ nó háo hay không tí chưa, thơm không? Thơm thơm, ăn thử miếng hay ngon không? Nè không anh ăn đi rồi em ăn, người chọn mới thử hả? Ừ. Đấy, vô ra thử rồi. Mấy mày chả khác gì mấy con heo. Nè các bạn, mình dò viên lại nha. Cái này nó hơi ướt rồi, tí mình cho beta ăn thì mình bỏ thêm cám. Ây. Không có rút sữa xe ra. À, chưa bắt mồi đâu. Từ. Đa nó sủi xe. Ủa này nút rồi. Bú gì bú đá. Đó các bạn. Đúng háo ăn luôn. Okay. Cái này là anh em mình có kinh nghiệm gì thì anh em mình chia sẻ nha các bạn. Thật lòng mà anh em mình đã thử nghiệm qua rồi thì anh em mình mới chia sẻ tới. Anh em đừng ném đá nha. Ừ. Cũng không phải là vì mục đích quảng cáo bất cứ cái gì hết này, anh em mình rút kết ra từ quá trình nuôi cá thì anh em mình chia sẻ thật lòng thôi, thì lúc nào cũng hướng về anh em cho kiểu kinh nghiệm nuôi cá tốt nhất vậy thôi. Ok, đi heo xuống cho mấy con gấp bì. Mấy con gấp bì đây các bạn coi nè, mấy bài này bài bluetooth bass nha các bạn. Trời ơi đông quá đây các bạn. Từ nó bắt mồi đây các bạn, cá nó ăn cung tăng luôn các bạn. Nó bù kìa các bạn, thấy mê luôn á. Này là chút bì ăn đó bạn, còn mình đi cho cá vàng với cá beta ăn cho các bạn xem nha. Đây các bạn, cá con rút bì ăn được luôn các bạn, thì mình nghĩ beta bạn cũng ăn được luôn các bạn. Đây là nè, đây là bầy ba đuôi mà anh Thịnh vừa ép ra các bạn, đó đông như mua nguyên luôn. Thì mình test thử cho cá nè, bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng, cơm vàng cái này ham ăn lắm, tại nó còn ngại á, nó chưa thấy các bạn, đó, có một hai con ăn rồi nó ăn cho bạn thấy nha, cái miệng nó kìa, đó miệng nó kìa, trời, chưa ngậm cám mà cứ bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng. Nó đang táp táp đó, đó có một hai con xuống rồi đó ha. Đó, cái này như heo rồi các bạn ơi, nó ăn ghê lắm, biết bao nhiêu là cho đủ. Đó, trời. Này là mình đang phối rồng đỏ với ba đuôi nha các bạn. Đi ra được rồng đỏ ba đuôi. Đó, nó bu lại nó đớp kìa, nó đớp nhầm ngóc luôn. Ham ăn lắm. Trời ơi, ăn rồi bạn. Thấy mê luôn á. Vậy cám này là cá nào ăn cũng được, hợp lý lắm luôn. Đây các bạn, bầy ba đuôi con đó các bạn, gan chu con á, sai khoảng 1 tháng rồi đó các bạn. Đó, nó ăn quá trời luôn.
có thể xem nha. Hàm đội ba đuôi. Máy bào. Thịnh sẽ cho hai con beta ăn cho các bạn xem nha. Nè, mình lấy cám này ra các bạn. Đây, Thịnh lấy ra, mình cho thành viên nhỏ vậy các bạn. Hoặc là bự hơn xíu. Đây, như vậy ha. Rồi nè, mình nè nè, tao Vũ kéo hai con này ra cho nó kè Vũ. Ui, thấy nhau không các bạn? Từ từ. Ui, không thấy nhau, chờ chờ tí. Đó, xảy qua, quất ơi các bạn ơi. Đó. Kè đó cái sung các bạn. Nemo. Hai con Nemo Galaxy các bạn. Chẳng là anh cho ăn á. Đây các bạn. Đó, mình bỏ vào các bạn. Cái viên đó hơi bự một tí. Nè các bạn, con này nè. Đó, nó nút cái một các bạn. Đây, còn bên này tiếp theo ha. Đây. Đó, cái một các bạn. Ăn ổn. Thịnh thấy ăn ok á, mấy nay dịch mà cùng mình đâu có chung chỉ hoặc bo bo đâu mà ăn quăng gì đâu, Thịnh cho ăn cám không á. Đó, đó, cái viên bự nãy nó ăn rồi luôn rồi đó các bạn. Cái viên bự thì nó cắn mà mình chịu khó mình dò viên nhỏ nhỏ cho nó ăn đó các bạn. Con này ha. Đó. Đúng rồi. Nó đang phà phà luôn các bạn. Đây, để dưới hộp kiến nè. Đây, con này ha các bạn. Đây, lụm nơi nhỏ. Đó, đang phà phà luôn các bạn. Đó. Giờ viên tròn tròn á Vũ. Nè, nó kè cho các bạn xem nha hai con này. Ôi, gặp nhau kè cái các bạn ơi. Cái này Nemo các bạn. Thì Thịnh lên cá beta đẹp đẹp nhóc luôn mà không có được bán cho các bạn quay clip các bạn xem. Tại vì giờ đang dịch mình đâu có ship được đâu các bạn. Đó. Cá đẹp lắm. Thôi thì chào tạm biệt các bạn nha trong video của Thịnh. Mọi người nhớ like video cũng như là nhớ để lại ý kiến của mình cho Thịnh để Thịnh làm những cái video sau có động lực á để mình làm những cái video sau hay hơn cho mọi người xem nha. Ok, chào mọi người cái nào. Xin chào mọi người. Mọi người nhớ like và subscribe kênh ủng hộ hai anh em mình nha. Bye bye.